Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tuấn Tuyết Lâm, học sinh lớp 3A1 trường Trung học cơ sở Hưng Bình. Đến với cuộc thi Khơi nguồn tri thức, mình xin được giới thiệu đến các bạn một quyển sách mà mình vô cùng tâm đắc. Quyển sách có tên là Chiến binh cầu vồng của tác giả Arya Hirata, người Indonesia. Thông qua tác phẩm, tác giả đã dắt người đọc đến với những cảm xúc muôn hình vạn trạng, từ thương cảm, hy vọng, hạnh phúc, để rồi rơi xuống những điểm thất vọng vô cùng vì những kết cục rất là đời. Bối cảnh của tác phẩm được đặt tại hòn đảo Belitung, Indonesia, những năm 80, với những nhân vật chính đa phần là các cô bé, cậu bé thuộc cộng đồng những người nghèo nhất trên đảo, các chiến binh nhỏ theo học tại ngôi trường Muhammadiyah. Ngôi trường nghèo là cái gai trong mắt chính phủ, chỉ trực chờ giải tán mái trường khi không đủ 10 học sinh theo học. Ngôi trường được cứu khi cậu bé thứ 10, Haru, một cô bé khiếm khuyết là trí tuệ, xin nhập học. Và từ đây, với người giáo già Haru và cô Moose trẻ tuổi, hành trình của những chiến binh bắt đầu. Xuyên suốt cách phẩm, chúng ta thấy được sự nghèo khó đến tột cùng của các cô bé, cậu bé. Nhưng chính vì đó, ta lại càng cảm phục về nghị lực và sự hăm học của các bạn nhỏ. Những cái kết gọi là kết phúc bó hậu, phép màu đã không kịp thời đến với các cô bé, cậu bé. Các chiến binh nhỏ của chúng ta đã không thể đánh lại được dòng quay số phận để có được một tương lai như mà mình mong ước. Tùy số phận nghiệt ngã, nhưng đến cuối cùng, người đọc vẫn có thể cảm nhận được những hạt mầm đang sinh sôi, những tia nắng vẫn le lói đến tương lai của các nhân vật. Quyển sách thật sự hấp dẫn phải không nào các bạn? Qua đây mình xin được nhắc các bạn tìm tới quyển sách Chiến binh cầu vồng này để chúng ta cùng đọc và chiêm nghiệm và từ đó rút ra được những bài học cho bản thân. Và đừng quên, chúng ta hãy lan tỏa tình yêu sách đến mọi người nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!